Rồi, mình xin chào cả nhà đến với kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình vô kho xe của cửa hàng xe máy nhập khẩu Nhất Long nha. Thì hôm nay mình vô mình coi cái dòng quay thái có bao nhiêu chiếc ha, có từng loại như thế nào nha. Thì rồi mình sẽ báo cái giá cho cả nhà tham khảo nha cả nhà. Rồi. Thì địa chỉ cửa hàng là ở số 435 đường Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Thì số điện thoại của cửa hàng là 0916484129. Một số nữa là 0919099244 ha. Rồi. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình vào bên trong. Mình quay cái dòng quay thái nha cả nhà. Thì đây là quay thái phiên bản 2023 nha cả nhà. Thì ở đây thì có 3 chiếc, có 3 chiếc, một chiếc thì màu đỏ ha, một chiếc thì màu trắng, rồi một chiếc thì màu xanh ha. Thì một chút mình sẽ báo giá từng chiếc cho cả nhà tham khảo ha. Rồi. Thì 3 chiếc quay thái phiên bản 2023 hết rồi cả nhà. Nhìn rất là to bản ha, rất là đẹp ha. Thì đây là bên trong nữa cả nhà. Thì bên trong mình có là một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc nữa ha, năm chiếc. Thì đây là chiếc màu đỏ ha, đây là một chiếc màu đỏ, đây là chiếc màu trắng yên đỏ, đây là chiếc màu xanh phiên bản 2023. Còn đây là chiếc màu xanh phiên bản 2022 ha. Thì đây là chiếc màu trắng phiên bản 2022 luôn nha cả nhà, màu trắng yên đỏ này ha. Rồi. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình vô review các dòng quay thái ở cửa hàng xe máy nhập khẩu Nhất Lâm. Cứ có xe gì để cả nhà biết mà có sự lựa chọn ha. Rồi. Thì hôm nay là gần cuối tháng 6 rồi cả nhà. Gần cuối tháng 6 mình này ha. Thì hôm nay mình làm clip tổng hợp các dòng quay thái cho cả nhà xem. Thì mình thấy quay thái này rất là đẹp đó nha. Em nào nhìn cũng đẹp hết. Phiên bản 2023 này mình thấy cái dàn áo á, cái mặt nạ dưới cái đầu á, thì nó rất là to bản ha, nhìn nó tựa tựa như nhìn nó rất là sang cả nhà. Nhìn nó rất là sang. Tại vì nó to. Cái yên nó thấy cũng to nữa. Thì nhìn chạy ngoài đường á thì cái xe nó rất là sang nha, nó rất là to, nó đồng thanh đồng thủ lắm. Nhưng mà mình đậu lại á thì mình thấy gấp nhỏ, buộc nhỏ, lốc máy thấy nhỏ cả nha. Nhưng mà chạy ngoài đường thì em nó rất là đẹp nha, chạy ngoài đường em nó rất là đẹp. Thì đặc biệt là các em quay thái á, màu xanh dương này cả nhà. Màu xanh dương này á thì thường thường đi đi chung với cái bộ bánh mâm nha cả nhà, của bánh căm nha. Thì cái màu xanh này á, màu xanh này á, thì cái màu xanh này đi chung với bánh căm thì cái nó truyền thống ngày xưa giờ đó nha. Màu xanh này thì bánh căm ha, đi rất là đúng 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 cái màu của nó ha. Đây, còn cái màu trắng, màu trắng với màu trắng thì đi bánh mâm ha cả nhà, màu trắng thì đi bánh mâm. Đây, màu trắng nè, màu trắng yên đỏ thì đi bánh mâm ha, còn màu đỏ thì cũng đi bánh mâm luôn. Chỉ có cái màu xanh, chỉ có màu xanh với cái màu đỏ này nè cả nhà, màu xanh với cái màu đỏ này nè thì đi bánh mâm nha cả nhà. Ủa, bánh căm, xin lỗi, bánh căm. Thì mình thấy quay thái thì đi cái bánh căm về thì nhìn nó rất là đẹp nha cả nhà. Mình thấy cái đi cái bánh bánh căm này rất là đẹp nha. Thì phiên bản màu đỏ này có hai loại, một loại bánh căm, một loại bánh mâm nha cả nhà, một loại bánh căm, một loại bánh mâm nha. Đây rồi, thì hôm nay mình cập nhật lại cái giá cho cả nhà tham khảo. Thì mình xin
Thì mọi thông tin chi tiết nếu mà chính xác thì cả nhà cứ liên hệ số điện thoại của cửa hàng ha, ở đầu video của mình đó ha. Thì cái giá này thì cái giá tham khảo để mình báo cho cả nhà tham khảo thôi nha, chứ nó dao động lên xuống cả nhà, mình không có báo chính xác được ha, mong cả nhà thông cảm cho mình. Rồi. Thì mình thấy cái phiên bản 2023 mới nè cả nhà, cái nhãn năng lượng của nó là 1.351 ha. Thì cái này cũng phiên bản 2023 nữa, là nó 1.319 nha cả nhà, 319 ha. Nó trên lệch đâu có chút xíu rồi cả nhà, mà mình không hiểu là sao mà nó trên lệch kiểu này ha. Rồi thì cả nhà biết thì cứ để bình luận lên giùm mình nha, mình không có biết cả nhà ơi. Rồi thì mình xin báo cái giá cho cả nhà tham khảo nè. Thì cái em quay 2023 màu xanh này nè, hiện tại á, tại cửa hàng xe máy nhập khẩu Nhất Lâm á, thì em nói là có, thì xin lỗi mình báo ít nha cả nhà, thì mình báo em này là 8X lớn nha cả nhà, 8X lớn nha, em này 8X lớn, em này cũng 2023 nữa, nhưng mà phiên bản nó về trước nha, nó về trước. Thì em này là 8X nhỏ nha cả nhà, 8X nhỏ ha, 8X nhỏ. Thì em này cũng 2023 nữa, thì em này cũng là màu đỏ nè ha, 8X nhỏ luôn. Thì cái giá này cái giá tham khảo nha cả nhà, mong cả nhà thông cảm cho mình nha. Rồi thì cái em 2023 màu đỏ nè, màu đỏ bánh căm nè cả nhà, màu đỏ bánh căm này á, thì em này cũng là 8X, 8X nhỏ luôn ha, 8X nhỏ. Thì màu trắng này nè cũng 8X nhỏ luôn nha, trắng này 8X nhỏ luôn. Thì em màu xanh này thì 8X lớn nha cả nhà, 8X lớn, tại phiên bản này phiên bản mới về ha. Còn 2022 nè, phiên bản 2022 nè, màu xanh yên đỏ nè, như màu trắng yên đỏ nè, cũng là màu phiên bản 2022 luôn ha. Thì em này, hai em này có bằng giá nha cả nhà, thì cũng 8X lớn nha. Thì mình cả nhà không biết 8X lớn là bao nhiêu, thì mình xin nói là 8X lớn là nó nằm ở khoảng cỡ từ 87 tới 89 nha cả nhà, đó là 8X lớn ha. Rồi còn 8X nhỏ nó nằm khoảng 82 tới 84 nha cả nhà ha. Rồi 8X chung thì nó nằm khoảng cỡ từ 84 tới 86 nha cả nhà. Rồi thì cả nhà không biết thì mình xin nói cho cả nhà hiểu ha. Rồi thì cứ mọi thông tin chi tiết gì thì mình liên hệ cửa hàng nha cả nhà, liên hệ cửa hàng để mình biết thông tin chi tiết nó chính xác hơn ha. Thì mình chốt cái giá rồi mình đến xem xe, ví dụ mình thích á thì mình đến xem xe. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Thì video mình làm từ đây tới đây kết thúc nha cả nhà. Hôm nay mình cập nhật cái giá quay thái từng loại cho cả nhà xem. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong video sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.